bạn một sản phẩm camera mới nhất của thương hiệu Kiwi Vision. Các bạn hãy cùng tôi trải nghiệm và tìm hiểu xem trong chiếc hộp này có gì nhé. Và đây là tất cả những gì có trong hộp. Đây là adapter và dây nguồn giúp camera có thể chạy được. Ốc vít giúp cùng đi cùng với chân đế để chúng ta có thể bắn lên tường một cách dễ dàng hơn. Và đây là nhân vật chính của chúng ta. Nhìn sơ qua thì chiếc camera này khá nhỏ gọn. Chiếc camera này gồm có 3 cái râu này giúp chúng ta có thể kết nối wifi dễ dàng và nhanh gọn hơn. Sau đó chúng ta sẽ có thể thấy đây là mắt camera và xung quanh là những chiếc đèn giúp chúng ta có thể xem được ban đêm với chức năng hồng ngoại. Bên dưới đó là một nút reset và khe cắm thẻ nhớ. Chiếc camera này có thể quay quét 360 độ, phát hiện chuyển động, và khi chúng ta dùng thẻ nhớ cắm vào nút SD này, chúng ta có thể xem lại qua chiếc điện thoại. Chúng ta chỉ cần kết nối dễ dàng bằng wifi qua ứng dụng IOP. Sau đây chúng ta sẽ cùng thử trải nghiệm xem trong chiếc điện thoại và khi kết nối với app thì có những chức năng gì nhé. Và đây là app của con camera, chúng ta cùng trải nghiệm xem sản phẩm của trong app này gồm có gì nhé. Và đây là giao diện chính của chiếc camera khi kết nối với app. Đầu tiên chúng ta sẽ thử trải nghiệm xem chức năng quay kép của nó nhé. Vô cùng mượt. Camera có thể quay trái, quay phải, xuống, lên. Và có chức năng zoom nữa. Chiếc camera này có thể phù hợp với gia đình nhỏ và có thể đảm bảo 2 chiều. Xin chào các bạn. Chúng ta có thể nghe thấy âm thanh của hiện trường. Và khi chúng ta bật chế độ HD thì camera có thể xem rõ hơn. Ngoài ra chúng ta có thể thấy đây chức năng ghi hình trực tiếp. Thank you.